Vào lúc 19 giờ tối nay ngày 21 tháng 5, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu đội tuyển nữ Thái Lan ở trận chung kết tranh huy chương vàng của môn bóng đá nữ SEA Games 31. Kể từ đầu giải, cả đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Thái Lan đều đã trải qua những trận đấu khó khăn. Nếu như thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung trải qua hai cuộc đọ sức vất vả với Myanmar và Philippines, thì Thái Lan cũng gặp nhiều chông gai mới có thể cầm chân Myanmar ở vòng đấu bảng. Về lực lượng, những gương mặt mà đôi bên từng thi đấu tại ASEAN Cup nữ đầu năm nay đều sẽ góp mặt trong trận đấu này. Bên phía đội tuyển nữ Việt Nam vẫn là những cái tên như Huỳnh Như, Hải Yến, Tuyết Dung, trong khi bộ khung của Thái Lan vẫn là Tạ Ni Can Đăng Đa, Sĩ La Wan Intami. Dù vậy, nếu so với cuộc đối đầu cách đây 3 tháng của hai đội, Thái Lan đã có lực lượng ổn hơn nhiều khi không còn có cầu thủ nào bị COVID-19. Ngoài ra, những cầu thủ trẻ của đội bóng này như Son Non hay Rothong cũng chứng tỏ được khá nhiều khi ra sân trong các trận đã qua. Khó khăn chắc chắn sẽ là rất nhiều với đội tuyển nữ Việt Nam, nhưng một khi thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung được thi đấu trên sân nhà Cẩm Phả, khả năng để đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục giành huy chương vàng của môn bóng đá nữ tại các kỳ SEA Games 31 để nối dài những kỷ lục là hoàn toàn có thể xảy ra.